Ok, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với PLC Training for the Beginner. Tôi là Tâm và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với cái video về hai cách để upload, download chương trình xuống PLC Epic Namu của Mitsubishi. Thì trước khi bắt đầu thì cho mình giới thiệu một chút. Đây là kênh của mình, PLC Training for the Beginner. Và nếu như các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe, nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất. Hoặc là nếu các bạn có câu hỏi hoặc băn khoăn gì thì các bạn hãy comment để chúng ta cùng nhau giải đáp nhé. Ok, quay trở lại cái vấn đề chính của ngày hôm nay, đó là hai cách để upload chương trình xuống PLC Mitsubishi. Thì như chúng ta đã biết rằng đó là trong các cái tập trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách đấu nối input của PLC đúng không nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi gió một chút về hướng dẫn cho mọi người về cách để upload hoặc là download chương trình xuống những cái con Epic Namu này cho những các bạn mới bắt đầu. Thì trong video ngày hôm nay sẽ có ba cái phần. Thứ nhất là tổng quan hệ sinh thái của Mitsubishi trên một cái máy tự động là như thế nào. Thứ hai là upload, download chương trình trực tiếp từ PLC, tức là trực tiếp từ con này lên máy tính. Và thứ hai là upload, download chương trình gián tiếp của con này thông qua một cái màn hình có 2000. Ok, thì như chúng ta đã biết rằng con PLC FX5U là một cái con PLC như thế này. Cổng để giao tiếp với bên ngoài là một cổng RJ45, tức nó là một cái cổng mạng. Cái cổng này thì có nhiều chức năng lắm. Ngoài cái việc đó là truyền thông giữa con PLC này với màn hình này, nó còn hỗ trợ chuẩn CC-Link IE Fuse Basic này, rồi truyền thông giữa hai con PLC với nhau này, rồi truyền thông giữa PLC này với lại hãng này với PLC Mitsu với PLC Kien này các kiểu. Đó là cái chức năng này là vừa chức năng dùng để lập trình, vừa là chức năng dùng để truyền thông. Cái này mà hỏng thì nguy cơ là chúng ta khó lòng mà có thể online được chương trình để sửa chương trình được. Đấy, tính năng đặc biệt quan trọng của cái cổng này. Và đối với mình thì những cái dòng PLC mà chỉ có một cổng mạng như này thì thực sự là mình không không khoái lắm. Mình thì mình thích những cái cổng, những con PLC mà nó vừa có cổng mạng, nó lại vừa có cái cổng USB này. Cổng USB này có thể là cổng hình vuông vuông này cũng được, hoặc là cổng hình mini USB này cũng được. Cái này là USB Type B, còn cái này gọi là cổng mini USB. Vì sao vậy? Tại vì là đối với cái loại cổng mà có USB này thì cáp nó không cần driver nhiều đâu, nó chỉ cần cắm vào là máy nó tự nhận được rồi. Và khi mà mình đi sửa máy nhé, thì thực sự là mình gặp những con PLC mà có cái cổng USB này thì mình rất là vui, tại vì là coi như là một nửa hành trình giải quyết vấn đề của mình đã được giải quyết rồi, tức là cái việc upload lên là đã xong rồi. Phần còn lại chỉ là đọc hiểu chương trình rồi sửa xếp lung tung thôi, nó đỡ áp lực đi phần nào. Ok, quay trở lại với hệ sinh thái của Mitsubishi thì chúng ta để ý rằng đó là trong một cái máy đơn giản thì hay còn gọi là một cái máy tự động hóa đi, thì người ta thường sẽ có hai phần đơn giản nhất đó, thường sẽ có hai phần. Một là cái phần HMI này dùng để hiển thị các thông tin dữ liệu cài đặt thiết bị, và phần thứ hai là cái phần PLC này là dùng để điều khiển tự động các cái cơ cấu chấp hành đúng không? Kết liên kết giữa một gọi là hệ sinh thái Mitsubishi, tại vì là khi mà các bạn lựa chọn một cái màn hình và một cái PLC, rồi động cơ servo hoặc là biến tần của cùng một hãng thì nó rất là dễ sử dụng, nó rất là dễ link hoặc là liên kết với nhau. Các bạn có thể tưởng tượng như đây là một con PLC FX5U đúng không? Đây là con màn hình profile chẳng hạn. Thì riêng cái việc kết nối như này ấy, cấu hình như này nó là đã đủ mệt rồi. Chứ không chưa đến nói cái chuyện đó là cài đặt rồi cấu hình lung tung. Nhưng mà khi mà cùng một cái hãng, cùng một cái hệ sinh thái này thì nó rất là đơn giản. Thì để kết nối được con PLC với lại con màn hình này thì người ta sử dụng một cái switch. Cái switch này của Cisco thì bình thường giá dao động khoảng tầm 700-800k gì đấy. Nó khá là uy tín. Đấy, thực ra mình dùng được, nó là switch switch trên mạng và nối HMI với cái switch này qua cái mạng LAN này, và cái switch này nối với con PLC qua cái mạng LAN này. Thì về cơ bản thì lúc này thì HMI này, nếu mà cùng PLC và HMI này cài cùng một cái dải IP như này nhá, khác ba cái số cuối thì là khác nhau nhá, cùng một dải IP thì là ba số đầu giống nhau, còn ba số cuối thì sẽ khác nhau. Thì để phân biệt là con này với con này đúng không? Còn nếu con này số 1 thì con này sẽ là số 2. Thì chúng ta sẽ có được một cái gọi là cái truyền thông, tức là hai cái này nó sẽ liên kết được với nhau. Ok. Vậy thì
Để kết nối được với lập trình được con này thì chúng ta cần có một cái máy tính cài phần mềm GUI Work 3, và để lập trình được cho nó ok, download upload được chương trình thì chúng ta sẽ nối em mạng dây mạng LAN từ máy tính này vào cái switch này, và chúng ta có thể, tất nhiên là máy tính của chúng ta cũng phải giả cài cái địa chỉ IP tính là 192.168.3. Bao nhiêu đấy khác địa chỉ của hai con này là nó có thể download upload được chương trình của con này lên. Về cơ bản là như thế. Còn nếu như các bạn không có switch thì các bạn có thể là, nếu mà hai này nó thông với nhau đúng không, không có switch thì các bạn có thể nhổ cái này ra, các bạn cắm này vào mà lập trình các kiểu, xong thì lúc mà muốn test ấy, thì các bạn nhổ cái này ra, xong các bạn lại cắm này vào đấy, nó là như thế, thông thường nó là như thế. Và được cái việc đấy thì chúng ta sẽ, và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu và cái vấn đề chính đó là upload chương trình một cách trực tiếp từ POC lên. Ok bạn, trước khi bắt đầu thì chúng ta sẽ phải cấu hình trên máy tính cá nhân của chúng ta một chút. Chúng ta bật tab Windows lên, xong gõ network setting. Đấy, network started, ấn enter. Thì ở cái hộp thoại network started này, chúng ta chọn xuống cái phần internet, chúng ta phần vào phần trang adapter option này. Này, các bạn chuột phải vào đây, chọn vào cái phần property, và hiện thị lên cái thông tin như này. Thì ở dưới cái phần rất là nhiều ô tích này thì chúng ta thấy có Internet Protocol version 4 TCP/IP. Thì ở cái phần này thì bắt buộc khi mà muốn kết nối với một con POC ở đấy nhá, thì các bạn phải chọn vào cái phần User Follow IP Address. Các bạn gõ cái IP nào cũng được, 192.168 68.1. Chấm 36 đi. Ok. Ở dưới này thì các bạn có 2552 nó tự động nó điền vào đúng không? Ấn ok là được. Ok, sau khi cài xong IP của máy tính thì các bạn mở phần mềm GUI Work 3 lên nhé. Phần online thì các bạn chọn read from POC. Cái hộp thoại chọn dòng POC hiện lên thì các bạn chọn hộ mình là FX5U. Ấn ok. Đấy. Sau khi chọn ấn ok xong thì hộp thoại cái connection execute, các bạn chọn communication test thì successful ok, các bạn ấn ok. Thì nhớ là chúng ta phải cài đúng có một IP nào đấy ở trong máy tính nhé, phải cài IP trước thì kiểu gì nó cũng sẽ, mặc dù là có thể không cùng dãy nhưng nó vẫn hiện lên là cái successful. Thì khi mà chúng ta load chương trình POC lên ấy, thì chúng ta lưu ý là cố gắng là select all nhé, và chúng ta check qua một lượt xem là cái device memory có chưa và cái comment có chưa. Nếu mà cả hai cái này là được tích rồi thì là coi như là rất là ok, tại vì là nó vừa có comment để chúng ta đọc hiểu chương trình, nó vừa có device memory tức là có cái vùng nhớ để chúng ta không bị mất dữ liệu của cái máy đi. Ok, có một vài cái hộp thoại hiện ra như này thì dấu chấm than màu trắng liền xanh thì không lo ngại lắm nhé, cứ ấn ok là nó sẽ là nó chỉ là thông 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 tin thôi, không không đáng ngại. Thì chúng ta check qua cái trạng thái complete này, nó complete hết thì tức là cũng download xong. Ok, chúng ta close. Đấy, việc tiếp theo sau khi download xong thì chúng ta sẽ phải vào trong cái phần parameter của POC này. Chúng ta sẽ phải check cái cấu hình của nó, hay nó hay là check cái địa chỉ IP thật của nó. Địa chỉ IP thật tức là cái địa chỉ IP mà đã được cài đặt cho con POC này đấy. Thì chúng ta sẽ vào cái phần đường dưới kia, các bạn thấy cái phần parameter không? Đây, parameter này. Đấy. Cứ thụt vào POC parameter số xuống, chúng ta sẽ chọn vào cái phần đó là Ethernet. Kích đuốt vào. Thì chúng ta thấy được là IP address ở đây là 192.168.3.250. Các bạn nhớ cái IP address này nhé. Cái IP address này rất là quan trọng, nó là cái điều kiện để thực hiện được cái gọi là cái data gián tiếp đằng sau ấy nhé. Nếu mà không nhớ được cái này thì coi như là không có cái nào để data gián tiếp được đâu, và chỉ có thể data trực tiếp được thôi. Và vậy là
Sau khi nhớ được IP này thì chúng ta check qua một lượt xong cái chương trình của chúng ta nó như nào nhé. Thì để kiểm tra chương trình có đúng đắn hay không thì chúng ta cứ kích đúp vào cái phần hàm main này này, xem là cái nội dung của chương trình nó có gì bất thường không, kiểu như comment có đầy đủ không, rồi các cái ký tự, rồi các cái phone nó có bị lỗi hay không, thì chúng ta cố gắng là kiểm tra xem một lượt. Ok, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về cái vấn đề đó là upload chương trình một cách trực tiếp rất thành công rồi đúng không nào? Sau khi upload chương trình một cách trực tiếp thì chúng ta đã có được một cái thông tin khá là quan trọng, đó là cái IP của cái IP thật ấy của cái POC đúng không? Chúng ta nhớ cái IP thật của POC, mình nhớ mang máng là 10.200.168.3.250. Chúng ta cố gắng nhớ cái đấy nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái gián tiếp. Thì cái gián tiếp thì chúng ta thấy rằng nó là ở POC và HMI này là nó sẽ link trực tiếp với nhau qua một cái cáp LAN này luôn. Đó. Vậy thì chúng ta thấy là tiết kiệm được một cái switch mạng không à? Tiết kiệm được khoảng tầm đến 700-800k một cái switch mạng, chưa tính cái tiền dây nhựa rồi nguồn cáp các kiểu. Đúng nào? Vậy bây giờ thì để download từ chương trình hoặc là upload chương trình từ con POC này vào máy tính cá nhân thì người ta sử dụng như thế nào? Người ta sẽ dùng một cáp USB để cắm vào cái con HMI. Thông thường cáp MI nào, cáp thông thường cái God 2000 nào ấy thì nó cũng hỗ trợ cho chúng ta một cái cổng mini USB ở chỗ này, hoặc là ở đường dưới này, hoặc là ở đường sau. Nó là một cổng mini USB. Và tất nhiên rồi, là địa chỉ mạng của các cái thiết bị này vẫn như cũ, nó vẫn phải là có cùng một dải IP 192.168.3. bao nhiêu đấy. Ok nào. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái cách để mà upload cái dữ liệu một cách gián tiếp theo cái cách theo cái hệ thống như này nhé. Ok, vẫn tương tự như vậy, chúng ta read from POC, chọn dòng POC là FX5U. Đấy. Đợi một khoảng thời gian nho nhỏ thì chúng ta chọn Ethernet. Thay vì not specific chọn communication ngay thì chúng ta sẽ tích vào cái ô đường dưới là is the connection test connect method ấy. Đường dưới đấy. Đó. Thì bên này thì chúng ta sẽ chọn vào cái bỏ cái này đi, chúng ta phải chọn serial port. Chọn là ở đây chọn mode POC mode là FX5U. Đấy, ở dưới đây là kích vào cái phần này chúng ta nhập cái IP. Cái IP lúc nãy chúng ta vừa mới cài đó là 192.168, à tương vừa mới lót được là 192.168.3.250 không? Chúng ta nhập nguyên cái IP của POC nó vào đây. Đấy. Và chúng ta ấn nhập xong, chúng ta ấn OK. Đấy. Chúng ta lưu lại. Bây giờ thì chúng ta chọn cái phần gì đây? Not specify kìa. Ấn OK này. No specify cái gì đấy. Ok. Ấn OK. Bây giờ nó connection test. Vậy là nó đã kết nối thành công. Và sau khi kết nối thành công thì chúng ta download, upload cũng như là sửa chỉnh sửa online như bình thường với một cái hệ thống link được qua cái phần mềm có 2000. Và đây có một số cái lưu ý rằng đó là chỉ có mình có 2000 thì mới có thể làm được chuyện này nhé. Những cái phần mềm khác, cái màn hình khác thì không cho phép là có thể download kiểu gián tiếp như này được đâu. Rất là khó. Đến đây thì chúng ta có thể tưởng tượng rằng đó là với cái cách này thì nó khá là tiện dụng đúng không? Tuy nhiên nó bắt buộc một điều là chúng ta phải biết được cái địa chỉ IP của IP chính xác cái địa chỉ IP của cái con POC. Và nếu như không biết được chính xác thì coi như là chúng ta không thể nào mà có thể download được theo cái kiểu gián tiếp này, cũng khá là bất tiện đúng không nào. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta gì nhỉ, nó có thể nếu như mà anh em nào làm chương trình quan tâm hoặc là cái gì ấy, thì có thể là dán cái địa chỉ IP của cái POC ra ngoài vỏ tủ điện và có thể đặt ở một nơi nào đấy để cho mà những người sửa máy ở sau ấy có thể tìm thấy và có thể download theo cái cách này. Nó sẽ thứ nhất là nó dùng cáp USB ấy, thì nó lại là nó không phải luồn ra vào tủ điện, không phải mở cửa tủ điện ra trong những cái trường hợp mà mở cửa tủ khó khăn ấy. Đấy, thì hôm nay mình đã giới thiệu cho mọi người hai cách này. Cách đầu tiên thì có vẻ mọi người ai cũng biết rồi đúng không? Nhưng cách thứ hai thì có lẽ là nơi mất thời đầu tiên của mình thì cũng chưa chưa biết nhiều về cái phần này. Nên là mình đã cố gắng tìm hiểu và nó được một cách như vậy thì mình chia sẻ cho tất cả mọi người. Nếu mọi người cũng biết và mọi người đỡ mất thời gian tìm hiểu đi. Và nếu các bạn thấy video này bổ ích thì nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.